Ukraine rơi vào tuyệt vọng. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Mỹ và Ukraine hiện đang đổ lỗi cho nhau vì những thất bại của cuộc phản công. Ngay cả khi đã tung ra lực lượng thiện chiến nhất, thì Ukraine vẫn đang phải chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường. Liệu Ukraine sẽ tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo hay là sẽ chấp nhận đầu hàng Nga? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích câu chuyện này. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ukraine có thể cầm cự được bao lâu nữa? Những báo cáo nghiêm túc về cuộc phản công của lực lượng Ukraine ngày càng xuất hiện nhiều trên truyền thông phương Tây. Giờ đây, truyền thông phương Tây không thể lạc quan được nữa, ngay cả khi Ukraine đã tung ra lực lượng dự bị tình nhuệ nhất của mình. Tờ Pew của Đức đã cho biết, Ukraine đã mất ít nhất 31 xe bọc thép, 23 trong số đó là do các nước NATO cung cấp. Bức ảnh cho thấy đống đồ nát của những cỗ máy chiến tranh và đó là điều mà người Nga không cần phải chứng minh nhiều với giới lãnh đạo NATO. Cảnh quay cũng cho thấy, lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 của Ukraine đã bị phía Nga bắn phá liên tục và chịu tổn thất nặng nề khi tiến vào làng Taromayoskoye. Sau hơn 2 tháng phản công, thì Ukraine chỉ kiểm soát được 10 ngôi làng nhỏ, trong khi cái giá phải trả là quá cao. Tình hình của quân đội Ukraine đang trở nên trầm trọng hơn khi mà Kiev đã mất một số lượng lớn quân nhân được đào tạo và hàng trăm thiết bị phương Tây trong những ngày qua việc lấp đầy những khoảng trống phía trước ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với Ukraine vì chính quyền Kiev hiện đang thiếu thốn khí tài và quân nhân. Trong khi đó, kênh Rizada của Ukraine đã chỉ ra tử huyệt của Ukraine khi mà cho biết quân đội Nga đang xây dựng tuyến phòng thủ thứ tư, thứ năm và thứ sáu, trong khi Ukraine mới chỉ chọc thủng được tuyến phòng thủ đầu tiên. Kênh này cũng nhận định rằng việc chính quyền Kiev thổi phồng trên truyền thông hoàn toàn là giả dối. Thực tế là chỉ chiếm giữ được những ngôi làng nhỏ không có giá trị nhiều do đó, tình báo Mỹ mới đây đã đưa ra dự báo rằng Ukraine sẽ không thể hoàn thành được các mục tiêu mà Mỹ đã đề ra trong năm nay. Phản công thất bại, Mỹ-Ukraine chơi trò đổ lỗi cho nhau. Tờ Washington Post hôm 17 tháng 8 dẫn lời nguồn tin của tình báo Mỹ cho biết Ukraine sẽ không thể hoàn thành các mục tiêu phản công ở mặt trận phía nam, mục tiêu mà Ukraine đề ra đó chính là mở mặt trận tại Zaporizhia, từ đó làm bàn đạp tiếp cận Melitopol ám sát danh giới Crimea. Nhưng mà các mục tiêu này đã không đạt được kết quả như mong muốn. Theo các quan chức Mỹ, thì lý do thất bại là do hệ thống phòng thủ của Nga quá kiên cố. Tờ Washington Post viết như sau, năng lực phòng thủ tàn bạo của người Nga đã phá vỡ mọi kỳ vọng của Ukraine. Tờ này cũng viết rằng, cho dù Kiev đã tung ra lực lượng dự bị thiện chiến cuối cùng, nhưng vẫn thất bại trước việc chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga. Lầu Năm Góc nhiều khả năng sẽ tiếp tục yêu cầu Ukraine phải mở một cuộc phản công vào mùa đông tới nhưng mà Washington Post dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ dự đoán rằng người Nga có thể chiến đấu hiệu quả vào mùa đông, bởi vì trong quá khứ họ đã từng nổi tiếng là lực lượng có thể chiến đấu trong thời tiết lạnh giá. Hai bài viết liên tiếp trên Newsweek và Politico mới đây đã xác nhận rằng người Mỹ đang bắt đầu chút mọi lỗi lầm lên chính quyền Tổng thống Zelensky sau thất bại của cuộc phản công. Newsweek cho biết Tổng thống Zelensky và các tướng lĩnh quân đội của ông ta đang mâu thuẫn sâu sắc trong việc rút hay là tiến quân. Trong khi đó, thì tờ Politico nhận định rằng khi một cuộc phản công của Ukraine bị xa lầy, thì vấn đề là cả Mỹ và Ukraine hiện giờ không có phương án gì để đối phó tiếp theo. Phía Mỹ thì đổ lỗi rằng Ukraine đã tiến công quá chậm chạp và đặt kỳ vọng quá cao một cách phi thực tế. Trước đó, tờ Politico cũng dẫn lời hạ nghị sĩ Mỹ Andy Harris nói rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của Mỹ, thì Tổng thống Zelensky đã có thể thua một cách ô nhục. Những bình luận công khai mới nhất này của quan chức Mỹ trên truyền thông cho thấy mặt trận đoàn kết thống nhất giữa Ukraine và phương Tây đang ngày càng giãn nứt. Nga được cho là có nhiều lợi ích khi tiếp tục chiến đấu hơn là đóng băng cuộc xung đột, vì nhiều khả năng Nga sẽ tiến tới kiểm soát hoàn toàn bốn khu vực khi quân đội Ukraine đang dần suy kiệt. Có điều là thất bại của Ukraine có thể dự đoán trước được từ lâu, bởi đơn giản Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc đua hậu cần với NATO. Chính phát ngôn viên lực lượng không quân Yuri Ignat hôm qua đã phải thừa nhận rằng việc Nga liên tục bắn phá các mục tiêu của Ukraine cho thấy Nga không thiếu các hệ thống tên lửa. Theo ông này, thì trong số những đợt tấn công bằng tên lửa vào cảng của Ukraine, thì có những tên lửa có từ thời Liên Xô cũ, có những tên lửa nằm trong kho dự trữ hiện không còn được sản xuất. Đó là KH-101, Kalib và Kinzo. Ngay cả tờ Bloomberg cũng xác nhận rằng những tên lửa của Nga tấn công Ukraine là vừa mới được sản xuất. Rõ ràng, cả Mỹ và NATO đều biết rằng Ukraine không có cơ hội để thắng Nga ngay cả khi được trang bị đầy đủ vũ khí. Công chúng phương Tây thì bắt đầu nhận ra rằng hơn 165 tỷ đô la viện trợ cho Kiev đã không thể phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường kể từ mùa đông năm ngoái. Các cuộc thăm dò tại Mỹ, Đức và Pháp cho thấy công chúng bắt đầu nhận ra sự thật từ cuộc chiến và không còn muốn hỗ trợ Kiev nhiều hơn nữa. Đó là lý do tại sao giới lãnh đạo phương Tây, đặc biệt là chính quyền Biden hiện đang dồn dập đổ lỗi cho Kiev để chuyển hướng sự tức giận đang gia tăng của công chúng phương Tây. Hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ tháng riêng, và hàng chục tỷ đô la đã được chi ra, chỉ để cho Kiev giành chưa đầy được 100 dặm vuông. Chỉ có bên duy nhất được hưởng lợi trong cuộc xung đột này là tổ hợp sản xuất vũ khí của Mỹ. Các số liệu mới đây cho thấy doanh thu của các công ty quốc phòng hàng đầu của phương Tây đã tăng vọt sau khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraina, Và các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ tiếp tục thống trị ngành công nghiệp vũ khí toàn cầu. Theo xếp hạng gần đây của tạp chí Defense News, về top 100 công ty quốc phòng lớn nhất năm 2022, thì chỉ riêng năm tập đoàn vũ khí lớn nhất của Mỹ đã đạt tổng doanh thu lên tới 196 tỷ đô la. Trong top 10 tập đoàn có doanh số bán hàng được xếp hạng vào năm 2022, thì 7 tập đoàn là của Mỹ và 3 tập đoàn của Trung Quốc. Hai công ty quốc phòng hàng đầu châu Âu là Airbus và Leonardo lần lượt xếp ở vị trí thứ 11 và 12. Trong nửa đầu năm nay, doanh thu tại 25 công ty quốc phòng lớn nhất của phương Tây đã tăng 11% lên 212 tỷ đô la và dự kiến sẽ tăng 448 tỷ đô la vào năm 2023, tăng 47 tỷ đô so với năm ngoái. Theo báo cáo, đến năm 2026, thì số tiền đó có thể tăng hơn 20%, lên đến 554 tỷ đô la do các chuyến hàng vũ khí chuyển giao cho Ukraine và tái vũ trang ở châu Âu. Có thể nói, các tập đoàn quốc phòng Mỹ đang hưởng lợi trên xương máu của người dân Ukraine, trong khi chính quyền Kiev vẫn cố duy trì sự tồn tại bằng những chiến thắng hão huyền trên truyền thông. Ukraine phá vỡ thế phong tỏa của Nga tại Biển Đen. Mấy ngày qua, văn phòng Tổng thống Zelensky và truyền thông phương Tây đều cho rằng Ukraine đã thiết lập được một tuyến hải trình mới cho các tàu trên Biển Đen và qua đó thách thức sự phong tỏa của quân đội Nga. Ví dụ điển hình nhất là tờ New York Times mới đây cho biết tàu chở hàng Rochester đã tới Thổ Nhĩ Kỳ thành công sau khi đi từ cảng Odessa để thử nghiệm hành lang Biển Đen mới do Ukraine thiết lập. Tờ này có đoạn viết như sau: Việc thiết lập một con đường an toàn cho một số con tàu mang cờ quốc tế tại cảng của Ukraine sẽ là một cột mốc quan trọng. Nhưng mà Ukraine cũng hy vọng rằng đây sẽ là minh chứng cho thấy Nga không thống trị vùng biển và việc vận chuyển hàng hóa đến các cảng biển của Ukraine có thể được nối lại. Trong khi đó, truyền thông Ukraine dẫn lời Tổng thống Zelensky việc một con tàu đầu tiên thành công khi đi qua hành lang biển tạm thời của Ukraine là một bước quan trọng hướng tới khôi phục quyền tự do hàng hải ở Biển Đen. Tuy nhiên, thực tế điều này không phản ánh đúng sự thật. Lưu ý là tàu Rochelle Shutter đã neo đậu tại cảng Odessa kể từ tháng 2 năm 2022. Sau khi con tàu bị chặn lại ở Odessa, phần lớn thủy thủ đoàn đã rời đi và được hồi hương. Truyền thông phương Tây hầu hết đều đưa tin theo kiểu là con tàu này bất chấp lệnh phong tỏa của Nga, vẫn có thể rời cảng Odessa một cách an toàn. Tuy nhiên, họ hoàn toàn phất lờ rằng để con tàu được rời bến cảng cần phải có sự đồng ý của người Nga. Hãng tin Top News của Nga đã đưa tin như sau việc kiểm tra con tàu của lực lượng vũ trang Nga trong trường hợp này đã không phát hiện thấy vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra, việc thả con tàu được yêu cầu bởi người đồng sở hữu tàu từ Trung Quốc, yêu cầu đến từ Bộ Ngoại giao Hồng Kông. Trong báo cáo của kênh tóm tắt quân sự Dima cũng đã công bố một bản sao của bộ ngoại giao Trung Quốc gửi cho Nga. Tất nhiên, người Nga sẽ không từ chối yêu cầu như vậy từ đối tác lớn là Trung Quốc. Rõ ràng là quân đội Nga đã đồng ý cho con tàu được phép rời Odessa mà không trở theo bất kỳ loại ngũ cốc nào. Truyền thông phương Tây đã bỏ qua tình tiết quan trọng này. Như vậy có thể thấy, bất kỳ con tàu nào muốn đến hoặc rời cảng Odessa sẽ phải bị lực lượng Nga kiểm tra và khám xét. Tuy nhiên, các cuộc tranh chấp xung đột giữa Nga và Ukraine trong tuần này dường như đã bớt nóng khi có một sự bất ngờ thu hút sự tập trung vào thủ tướng Đức Olaf Âm mưu ám sát thủ tướng Olaf Nước Đức hiện đang chìm sâu trong suy thoái với sự bất mãn trong dân chúng ngày càng gia tăng dẫn đến nhiều khả năng gây bất ổn chính trị. Nước Đức trong tuần này đã chấn động khi mà cơ quan tình báo an ninh Đức được cho là đang điều tra một âm mưu có liên quan đến vụ ám sát Thủ tướng Olaf Scholz. Đầu gây hoang mang là các nhà chức trách đang tập trung điều tra, cựu lãnh đạo của cơ quan tình báo an ninh Đức là Hans Gelmarsson. Vì nghi ngờ ông này có thể tham gia vào mạng lưới âm mưu ám sát đen tối này, cơ quan tình báo an ninh Đức đã đề nghị cảnh sát liên bang Đức cung cấp dữ liệu về ông Marsson trong quá trình điều tra của họ ông Marsen là lãnh đạo tình báo Đức trong giai đoạn 2012 đến 2018. Đây không phải là lần đầu tiên mà thủ tướng Scholz đối mặt với các mối đe dọa ám sát. Vào tháng 12 năm 2022, cảnh sát Đức tiến hành truy bắt một nhóm bị cáo buộc âm mưu đảo chính. Vì sao mối đe dọa đối với thủ tướng Scholz lại ngày càng gia tăng như vậy? Thủ tướng Olaf Scholz từng được coi là một chính trị gia được yêu thích. Tuy nhiên, những quyết định sai lầm của chính quyền Scholz trong cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến tín nhiệm của ông sụt giảm nghiêm trọng. Từ xếp hàng tán thành hơn 60 điểm vào tháng 5 năm 2022 đến tỷ lệ không tán thành là 78% trong một năm sau đó. Khủng hoảng năng lượng, nền kinh tế lao dốc, tỷ lệ tội phạm gia tăng và chi phí sinh hoạt tăng cao đã trở thành vấn đề nhức nhối đối với dân chúng Đức. Chính sách đón nhận người di cư của chính quyền tiền nhiệm Merkel đã gieo rắc bất hòa trong lòng nước Đức. Nhưng mà Thủ tướng Scholz không những không giải quyết được vấn nạn này mà còn bồi thêm gánh nặng cho người dân, bằng cách mở rộng biên giới tiếp nhận nhiều hơn những người tị nạn Ukraine. Và điều này càng đẩy xã hội Đức trở nên dối ren hơn. Rõ ràng, Thủ tướng Scholz đã không được lòng dân, báo hiệu một tương lai ảm đạm cho ông khi mà nước Đức, Đức đang bước vào một cuộc bầu cử mới vào năm 2025. Người dân Đức đang bày tỏ sự thất vọng của họ đối với đảng chính trị lâu đời như là đảng xanh, đảng dân chủ xã hội Đức và thậm chí là cả liên minh dân chủ kỳ Tô giáo. Một thông điệp rõ ràng đã được gửi đến liên minh đảng cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz là người dân Đức đã chán ngấy sự lãnh đạo của ông. Việc người dân Đức đang tiến nhiệm Đảng Giải pháp Thay thế cho nước Đức, AFD, với tỷ lệ tăng đáng kinh ngạc là 34%, không chỉ thu hút sự chú ý của Đức mà còn của cả thế giới. Đã có những chỉ trích rằng các thành viên của đảng này là cực hữu và thân Nga. Aton Baron là thành viên đảng AFD, đã cam kết hàn gắn quan hệ năng lượng giữa Đức và Nga khi ra tranh cử. Nghị sĩ Baron lập luận rằng khí đốt của Nga từng là nguồn năng lượng quan trọng của Đức, không khác gì đem lại phước lành cho nền kinh tế Đức. Nước Đức đang ở ngã tư đường khi mà người dân nước này khao khát thay đổi lãnh đạo cũ. Và điều lo ngại nhất đối với liên minh đảng cầm quyền của Thủ tướng Scholz lúc này là nhiều khả năng đảng AFD sẽ nắm quyền điều hành chính phủ. Nếu như mà điều này xảy ra, nó sẽ thay đổi tiến trình của Đức trong cuộc xung đột tại Ukraine. ECOWAS mất thế chủ động ở Niger Cuộc đảo chính quân sự ở Niger đã trải qua được 3 tuần, các tướng lĩnh đạo chính đang giành được ưu thế trong trò chơi quyền lực bóng tối với cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi, ECOWAS thân phương Tây. ECOWAS đã mất thế chủ động sau khi chính phủ lâm thời Niger bất chấp thời hạn vào ngày 6 tháng 8 để trả tự do và phục chức cho Tổng thống Bazoum. Mỹ đang phải đối mặt với tình thế lộn xộn ở Niger. Một mặt là phải ngăn chặn bất kỳ ảnh hưởng nào của Nga nhằm đưa lực lượng Wagner thay thế quân đội Pháp ở Niger. Mặt khác, Mỹ phải giữ lại bằng được ba căn cứ quân sự của mình tại Niger tờ reuters cho biết một trong các quan chức mỹ nói rằng nếu như mà các chiến binh wagner xuất hiện ở niger thì điều đó không có nghĩa là các lực lượng hoa kỳ sẽ phải rời đi quan chức mỹ này dự kiến một kịch bản rằng trong đó một lực lượng nhỏ wagner đóng tại thủ đô niamey của niger không có khả năng ảnh hưởng đến sự hiện diện của quân đội mỹ nhưng nếu hàng ngàn chiến binh wagner bố trí khắp đất nước thì điều này có thể nảy sinh các vấn đề an toàn cho nhân viên mỹ như vậy có thể thấy Mỹ đang cực kỳ lo lắng sự ảnh hưởng của Nga thông qua lực lượng Wagner tại Niger. Trong trò chơi quyền lực bóng tối kỳ lạ này giữa Mỹ và Nga, thì chính quyền Biden có thể không thúc đẩy ECOWAS can thiệp quân sự vào Niger vì lo ngại xung đột sẽ trở nên khó kiểm soát hơn. Trong khi đó, Hội đồng An ninh và Hòa bình của Liên minh Châu Phi, cơ quan thực thi các quyết định của khối, đã họp tại Addis Ababa và bác bỏ đề xuất can thiệp quân sự vào Niger của ECOWAS. Một số quốc gia thành viên phía Nam và phía Bắc châu Phi đã quyết liệt chống lại bất kỳ sự can thiệp quân sự nào vào Niger. Giới quan sát đang lo ngại rằng bóng ma về cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và Mỹ vẫn đang âm ỉ và có nguy cơ bùng lên ở châu Phi bất cứ lúc nào, nơi mà lính đánh thuê Nga và lực lượng đặc nhiệm phương Tây đã sẵn sàng đóng quân để nhận nhiệm vụ mới. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.